Các bé thân mến, cô đã dạy chúng mình tập đọc chữ cái L, M, N rồi. Hôm nay, cô sẽ dạy chúng mình tập tô chữ cái N, M, L thật đẹp nhé. Bây giờ, xin mời các bé cùng với ông Nâu và Kiến Vàng đến lớp học của cô giáo Hiêu Sao nào. Ồ, nhà cô giáo Hiêu Sao có vườn hoa đẹp quá. Các bạn hãy cùng hái hoa với ông Nâu và Kiến Vàng rồi đọc những chữ cái với chúng mình nào. Đây là chữ gì? L, L, L. Rất là giỏi. Kiến Vàng hãy hái bông hoa tiếp theo nhé. M, M, M. Thật tuyệt vời. Ông Nâu hãy hái hoa tiếp nào. N, N, N. Chúng mình hãy mang những bông hoa có chữ cái N, M, L này để cắm thành một lọ hoa tặng cô giáo Hiêu Sao và các bạn nhé. Chúng con chào cô giáo Hiêu Sao ạ. Chúng con xin tặng cô những bông hoa có chữ cái N, M, L ạ. Cô cảm ơn các con. Cô cũng có món quà để tặng các con đấy. Đó là những cây nấm cũng có chữ cái N, M, L viết thường đấy. Chúng mình đã được cô giáo Hiêu Sao dạy chữ N, M, L rồi. Bây giờ cô giáo Hiêu Sao sẽ hướng dẫn chúng mình tập tô chữ cái N, M, L viết thường nhé. Khi ngồi tô, chúng mình hãy ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, không tì ngực vào bàn. Mắt cách vở 25-30cm. Tay trái giữ vở, tay phải cầm bút và cầm bằng 3 đầu ngón tay. Cô hướng dẫn chúng mình tô chữ cái L nhé. Các bé đặt bút tại dấu chấm đậm, đưa bút lên tô nét khuyết trên theo dấu chấm M. Sau đó đưa bút xuống dưới tô nét móc ngược, tô từ từ theo dấu chấm M để chữ L thật là đẹp nhé. Xin chúc mừng các bé. Tiếp theo, chúng mình hãy tô chữ cái M nhé. Các bé đặt bút tại nét chấm đậm, đưa bút lên tô nét móc xuôi theo dấu chấm M. Tiếp tục tô nét móc xuôi thứ hai. Và cuối cùng, các bé hãy tô nét móc hai đầu theo dấu chấm M nhé. Các bé tô thật khéo. Xin chúc mừng các bé. Cuối cùng, chúng mình hãy tô chữ cái N nhé. Các bé hãy đặt bút tại nét chấm đậm, đưa bút lên tô nét móc xuôi theo dấu chấm M. Tiếp theo, chúng mình hãy tô nét móc hai đầu nhé. Chúng mình đã tô được chữ N hoàn chỉnh rồi. Xin chúc mừng các bé. Các bé thân mến, các bé hãy tô chữ cái N, M, L một lần nữa thật là đẹp nhé. Sau đó, chúng mình hãy nhờ ông bà, bố mẹ chụp ảnh rồi gửi xuống dưới video này để cô và các bạn cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé yêu.